Chết rồi, dài là hình phạt rồi, chết rồi. Ôi ôi, này gọi điện. Em đã ăn trọn 4 hình phạt rồi nhá, anh cho anh trôn đi. Được tặng 1 đôi giày đá bóng. Đây quả. Yes, rõ ràng em không kẹo được không? Thế gì đó. Hello mọi người, hôm nay chúng mình sẽ làm một cái video trôn Việt Anh mọi người nhá. Hôm nay là ngày sinh nhật của Việt Anh nên là chúng mình sẽ làm một cái thử thách cực kỳ buồn cười, mọi người hãy cùng chờ đợi xem là mình và Duy Trung sẽ làm thế nào để trôi được Việt Anh nha. Thì chúng mình sẽ lừa Việt Anh bằng cái ba lô này. Thì tí nữa trong này sẽ có những cái lá bốc thăm này mọi người ơi. Thì tất cả chỗ này đều là hình phạt hết. Còn bên trong này này, đấy là quà tặng này. Đấy. Thì tí nữa cho Việt Anh bốc ở ngoài này thôi, và kiểu gì cũng bị phạt hết các bạn nhé. Cùng chờ đợi. Yeah, xin chào mọi người và hôm nay chính là sinh nhật của Việt Anh. Yes. Mọi người hãy comment một lời chúc Việt Anh nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bước ngay vào game đấu ngày hôm nay. Ok, hôm nọ rất là nhiều người bảo là rủ Trung trở lại để chơi 1 vs 1 đi. Thì hôm nay chơi 1 vs 1 luôn. Và trọng tài sẽ là Cubi, đồng ý không? Đồng ý. Có tin không? Tin. Bắt chính xác không? Thiên vị không? Anh bảo em cứ thiên vị cho anh. Tí nữa Việt Anh thì anh xử lý sau. Kiểu yên tâm. Thế tối ngủ mình á. Thế tôi có muốn ngủ mình không? Trong chiếc túi này thì sẽ có những cái lá thăm ở đây, mọi người thấy là lá thăm ở đây, ok. Nhiều ấy. Rồi, không được nhìn. Trong này có 10 cái lá thăm. Thì trong này sẽ có là 5 lá thăm là bị phạt và 5 lá thăm là được quà. Và 2 người đá bóng với nhau thì cứ ai ghi được 1 điểm trước thì người nào ghi được điểm sẽ được bốc thăm trước và người thua bốc thăm sau. Thua mới được bốc đúng không anh? Thua bốc sau. Oh, suýt nữa trúng. Trung sẽ là người đầu tiên bốc thăm. Thử xem Trung bốc được lá gì nào. Ok, đến từ anh là người thứ hai. Ok. 500k. Oh my god. Yes. Anh là gì đây? Cái tên là này. Đã có tiền luôn. Em xin. Đúng không người? Tuyệt vời quá anh ơi. Vung tay đây. Còn để em đi chung rồi. Vung tay em ơi. Vung nghe. Bấm lại chưa trúng mà. Ôi nào. Ô, đánh máu rồi đấy. Đúng là thấy giờ nắm lít sau với anh có vẻ khác biệt rồi. Không còn gì là với anh nữa đây. Các bạn ạ. Tiếp tục nào. Anh bây giờ đá kém hơn đến lúc mà đá bình thường. Các bạn ơi, báo cho là do anh tâm lý đấy. Đấy là do Duy Trung giỏi hơn. Do Việt Anh tâm lý đấy em ạ. Ai là người bốc trước? Bật cốc 50 cái. Bật cốc 50 cái. Bật cốc 50 cái. Ôi trời ơi Trung. Uống sô tinh phát nước mắm. Trời ơi. Đúng rồi à? Chỉ may mắn được 1 lần đúng không mọi người ạ? Đúng là không phải lúc nào may mắn các bạn ạ. Đúng là ok, bật cốc 50 cái đi. Bắt đầu. Nào bật tẩn hoi đi. Ôi xuống bật tẩn hoi nha. Nhanh lên. Ra là sao? Phạt ác quá. Vậy không? Phạt gì? 20 cái. Đi chung người sao? Mồ hôi nhễ nhạ rồi. Anh khác gì mày? Ok, good job Trung. Tiền đây còn gì nữa? Oh! Trời ơi, một pha sâu kim từ đây. Pha vào xong rồi là gì à? Elastico. Em thấy sao? Trọng tài. Lại hay à? Tốt hơn là hay hơn. Kiểu gì nói? Trọng tài là kiểu gì nói được? Chuyện nhiều quá. Chuyện nhiều à? Nào, thế nào? Phạt rồi. Cái gì? Nhảy, hạ còn vương nắng. Cái gì? Tiểu khí. 200k. 200k mọi người ơi. Đây. Em xin. Túi mọi người ơi. Đen lúc nào mà đen? Thế đi. Thôi mà. Đến rồi mà. Không buồn nữa em. Bây giờ sẽ là game cuối nhá. Game này là game chúc mừng sinh nhật này. Game này rất dễ thắng này. Bây giờ thi vòng chân 2 vòng. Đấy. Mỗi người sẽ có 2 lượt, ai phòng được nhiều hơn thì người thắng. Dễ chưa? Quá dễ luôn. Mà người nào thắng sẽ bốc thăm trước, được chưa? Dễ nhưng mà bốc. Bây giờ không, ai thắng được bốc thăm 2 phiếu. Chọn 1 trong 2, được chưa? Chọn 1 trong 2. Được không? Được không? Người thắng thì được bốc 2 lần luôn, một lần bốc 2 phiếu. Đúng rồi. Và trong ấy mình sẽ chọn 1 trong 2, ví dụ 1 phiếu bị phạt thì mình bỏ đi được. Ok không? Được chưa? Được chưa? Ok, cùng sờ xem. Bắt đầu. Tốt, 1 quả. Yes, cũng ngon lắm. Ô. Để anh bắt đầu. Tâm lý. 1. Hawaii. Nhà ở biển. Đừng một lần thôi. 2 quả. Còn 1 lần nữa mà. 3. Về đấy. 4. Chưa được. 3 quả. Lượt thứ 2. Yo. Ok. Như vậy là vừa bằng Việt Anh. Còn đây còn 1 lần. Bên đầu run tâm lý sao? Ok. 2 cái. Ok. Hình phạt đây rồi. Ok. Đây bị nâu. Bị gì đây? Bị vẽ lên mặt đây này. Cái Cubi 100 vẽ lên mặt à? Ăn 1 quả ớt này. Xem tôi bị phạt gì nào. Sao lại còn vỏ bánh ở đây này? Nhìn chữ K ở đây này. 100k. Không hiểu chơi làm gì. 100k mọi người. Tao không hiểu gì. Thế anh, bây giờ em chọn cái nào? Ăn ớt đâu? Rồi. Ai muốn dừng đâu. Ok. Đúng là Việt Anh đã xong 1 ớt. Rất may Việt Anh là hôm nay chúng mình không có quả ớt đây, không là ăn quả ớt như hôm nọ đấy. Muốn cho Việt Anh gỡ 1 trò nữa thì em với cả Việt Anh chỉ solo giữ cầm giày đi. Giữ cầm giày nhưng mà phải chống hông lên. Ok không? Dạo này chắc lâu đấy. Ôi giời ơi. Việt Anh bốc mà. Cố lên. 2 cái mà. Ăn cho cô 3 chấm tương ớt. 3 chấm tương ớt. Chết rồi, dài là hình phạt rồi, chết rồi. Ôi, này gọi điện. Anh bảo một hình phạt nhiều hình phạt. Còn mất 2 cái cuối cùng này. Em đã ăn trọn 4 hình phạt rồi nhá, anh cho anh trộn đi. Được tặng 4 đôi giày đá bóng. Đây qua. Yes, có giải không kẹo không. Cái gì đó. Anh cho em bốc rồi mở ra cho thầy nhá. Tự nào để em bốc nước cái này xem nào. Đây nhá. Đây, thoải mái kiểm tra đi. Đâu không. Lại uống hết 3 chai Sting trong 1 phút. Mình toàn hình phạt. Để sao để em bốc nước cái mà. Ít nhất 30 cái. 100k này. 100k này. 100k cũng mỗi tờ anh hơn chục hình phạt đấy. 100k này. Anh 1. 100k này. Chứ. Thế là hôm nay là được 700.000 cộng 1 đôi giày đá bóng rồi các bạn ơi. Để Việt Anh chọn bài hình phạt là tiếp theo đó là ăn bánh chocopai với tương ớt rất đẹp luôn. Nhiều ơi. Ăn ngon mà em. Nhìn thấy ngon hơn ngoài hàng nhỉ. Cubi thấy ngon không? Rồi như vậy là chúng ta sẽ có 1 món quà cho Việt Anh, đó là 1 bánh sinh nhật nhá. Chúng mình mới chế ra. Thì bây giờ đang mùa dịch nên là không mua được bánh sinh nhật các bạn ạ. Rồi, 1 cái nến màu hồng rất đẹp nhá. Cái nến này màu hồng luôn này, thổi đi. Ước chứ này. Ước đi. Lại ạ. Cái này mới được lại nhá. Ước một tay nhiệt được không? Có đi. Ước anh Phúc ngao hết nợ 1 triệu 200.000. Thổi bãi luôn. Ok rồi. Happy birthday. Happy birthday. Các bạn hãy gửi những chúc tốt đẹp nhất đến Việt Anh nha. Chúc cho Việt Anh tuổi mới là sẽ vô địch giải sắp tới nhá. Cố gắng hết sức nhá. Kiếm 20 triệu về khai anh em.